Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Hôm nay em quay và giới thiệu ông bác một bàn bệnh của con tô này. Bác nào mà đang mua máy rửa bát ở nhà em mà bị trường hợp này, hoặc là bác nào mà dùng máy rửa bát mà bị những trường hợp như sau đây, thì các bác gọi lại cho em. Em sẽ bán cho bác một cái này. Đấy. Đấy, thực ra cái van nước này mua thì các bác có thể ra tất cả quán điện lạnh nào người ta bán cái van nước điện 220 đấy. Thì các bác mua đấy cái này. Đấy, mua đi một cái van nước bác tháo ra. Đây để một lát nữa em sẽ quay một cái củ đấy xong nó chi tiết bác. Em quay bác tháo đấy. Tháo thì nó có một cái mặt này ở trên này. Đấy. Thì các bác vặn ra ở đây nó có một con, hai con, ba con, nó có vặn ra. Vặn ra thì nó sẽ ra cái bửng này. Thì ở dưới lỗ nó có hai lỗ. Đấy, vặn một con này, hai con này. Còn một con này là ba. Bên đây là bốn. Đấy, bốn con mà vặn đằng sau này ra. Sau rồi có hai con, một con đây. Hai con này là sáu. Mấy trên này, dưới này ba con nữa là 9, 9 3 trên 2 là 12 con ốc. Đấy, vặn 12 ốc bác lưng bửng ra. Lưng bửng ra thì nó ra cái van nước này. Đấy, nguyên bản cái van nước là nó sẽ là như thế này. Đấy. Thì các bác ra quán mua cái van nước đơn của Ba La này. Nó là điện 220 mà. Đấy thì các bác mua cái này thì cả cái van nước này thì khi về nhà thì các bác sẽ giật vứt đi, tháo ốc ra vứt đi, lấy mỗi cái cao su thôi. Đấy, lấy mỗi cái cao su thôi. Thì nhà em bán cái van cao su này rồi thì các bác mua là 10.000. Nếu bác chỗ bác không bán thì em sẽ gửi cho các bác. Đấy, còn bác nào mà chỗ bán điện lạnh nó có ấy, thì thôi không phải mua đâu. Bởi vì cái tiền ship bên đấy có 25.000 rồi. Thì các bác mua cái van nước này, về tháo ra vứt đi, lấy mỗi cái cao su thôi. Đấy, thì vứt cái đi, vứt đi. Đấy, các bác thay bằng cái cao su này vào cho em. Đấy. Đấy. Thì cái trường hợp xảy ra lỗi này, tại sao thay này thì em sẽ giải thích các bác. Các bác nào mà dùng máy rửa bát mà tối hôm nay rửa xong mà sáng hôm sau mở ra trong cái khung máy rửa bát nó đầy nước ấy, nước dâng lên ấy, nước nó dâng lên ấy, đấy chính là nó bị hở cái van này. Ở cái van này là do cái nguyên nhân ấy, do cái nguyên nhân ấy là nó bị hở ấy, là do cái đường nước nhà bác nó quá khỏe, hoặc là trong quá trình sử dụng nước máy nhà mình ấy nó có chất sắt hoặc là có chất nhớt thì lâu ngày nó vào cái lấm này, nó bị vênh cái lấm này lên. Thực ra nó chỉ cần hở cái đầu kim này nó đã dồn nước rồi. Đấy thì các bác vắt để đi, thay cái mới cho em và là nó hết bị nước dồn lên luôn. Đây là cái đít bát, đít của cái máy rửa bát đấy, lúc nào nó cũng khô. Đấy, rất là đơn giản. Các bác thay xong thì bác lắp đúng chiều. Các bác để ý lưu ý của em này. Cái chiều nhọn này bao giờ nó cũng sẽ nằm ở dưới nhá. Bao giờ nó nằm ở dưới nhá, cái nhọn này này. Cái lỗ to này là bao giờ nó sẽ nằm ở dưới này. Đấy, để khi nó đóng nhả nhả hút nó dưới kim nó đóng nhả đâu mà. Đó, đóng nhả cái kim đâu mà. Cái cao su nó che lỗ này vào là kín khí, là nước nó không xuống rồi thôi. Đấy, nó đơn giản lắm. Các bác làm như thế nhưng theo mà được. Đây. Xong các bác đút lại cái này đây. Các bác nhớ cái cao su này nó phải đâm thẳng lên, một đỏ đâm lên, hoặc là màu đen, có cái màu đỏ màu đen phải đâm lên. Các bác ấn vào xem này thôi. Xong mình đắp lại. Đắp lại thì mình lưu ý là trước khi mình vặn ốc đấy, như bọn em là thợ bọn em chuyên ngành rồi thì không cần phải đánh dấu. Bác nào mà không biết gì ấy, thì bác lấy cái bút lông bác gạch mực ở đây. Xong tí mình lắp lại cho đỡ bị nhầm cái chiều van nước nữa. Để nó đỡ bị nhầm cái chiều van nước thôi. Còn bọn em lắp quen rồi. Để ý là cái dây điện này nó thẳng với cái này. Đấy, cái sắt cắm thẳng bên này được. Các bác lắp lại là xong luôn nhá. Yeah. Dành trường hợp những bác mà rửa xong mà để hôm sau nước nó dâng lên ấy. Đấy, còn mà rửa xong mà nó không bơm cạn nước thì em đã giới thiệu video trước rồi. Thì các bác chỉnh cái lấm cao su ở chỗ này là được này. Tháo lắp ra, chỉ muốn cái cao su kéo căng cái lò xo ra là được. Đấy, đơn giản thôi nhá. Yeah. Em chào các bác nhá.